em với cả quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Thực ra thì em cũng có ngồi ở nhà em xem được những tập trước đây của Đông Tây Nam Bắc thì không thấy em xuất hiện ở đó. Em biết là mọi người cũng không. Chắc ở nhà khóc sưng mắt đúng rồi. Tỏa tan bầu không khí đó thì ngày hôm nay em đã mời đến một khách mời để cho mọi người có những tiếng cười. Và anh ấy là một diễn viên hài rất là triển vọng, trẻ. Đâu để đoán thử đi mọi người. Ê, em gợi ý luôn này, đã bước diễn ra viên hài Hana. Đã bước ra từ một cuộc thi được mang tên Cười Xuyên Việt. Nhưng mà anh ấy có một cái tốc độ nói ấy, nó nhanh hơn người bình thường mà không bị vấp váp. Mày con Khoa đúng không? Em cũng nghĩ vậy á. Em cũng nghĩ vậy á. Thôi mọi người đừng đoán ra là no nữa. Chúng ta cùng mời đến ngay hôm nay chính là diễn viên Dương Thanh Vàng. Xin chào. Lời nói đầu tiên cho bé con 8 tuổi gọi là chào đến tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay. Xin chào tất cả những khán giả theo dõi chương trình của B336. Con 8 tuổi học được mầm non Hoa Cải Xanh. Đi về. Nhưng mà em thấy hầu như là khách mời nào đến đây cũng muốn mình trẻ đi. Đừng nói từ trẻ già đi đúng không? Thì đó. Em sao mà kỳ cục thế? Em không hiểu tâm lý, dạ em xin lỗi. Vâng, xin mời tất cả mọi người cùng về chỗ ạ. Vâng, xin cảm ơn. Lần đầu tiên thì anh có muốn gửi một lời chào đến cho tất cả quý vị khán giả được không ạ? Em nãy giờ là em vô em chào ta mấy lần rồi. Em nói mấy lần rồi chứ không phải là đời đầu tiên nữa mà cứ đặt ghế cái và lời đầu tiên. À không, MC gì kỳ vậy? Em làm MC được bao nhiêu mùa rồi? Ý em là chào có nghĩa là giới thiệu cũng như là chào tất cả quý khán giả giới thiệu mình. Và lời nói đầu tiên thì cho phép nam duyên dáng trong sáng rạng ngời mặt trời tươi xanh như cái nồi canh lấp la lấp lánh lắm chim chương Dương Thanh Vàng định viên trang đàng hoàng khép đôi chân dài 1m12 xòe 10 đầu ngón tay để ngay trước ngực thực hiện nghi thức kính cẩn như người nở một nụ cười trong nghề tinh xảo 6.5cm kính chào toàn thể quý vị. Đúng như là lời đồn nhờ. Vừa lòng em chưa? Hay quá anh ơi. Trước khi đến với vòng đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với DJ của chúng ta ngày hôm nay, Kira Kira. May quá, em tưởng anh quên em rồi chứ. Nói không quên em được. Xin chào mọi người, em là Kira Kira và hôm nay sẽ là DJ ngày hôm nay. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên được mang tên Nghe Nhân Đáp Lễ. Luật chơi của vòng đầu tiên như sau: DJ của em Kira Kira sẽ có 15 bài hát ngẫu nhiên được phát lên. Trong phim ảnh có một cái chuông. Thì sau khi mà anh nghe cái ca khúc mà DJ bật lên, anh sẽ có 5 giây suy nghĩ và trả lời. Thì anh sẽ có cái quyền đó chính là được lên bấm chuông sau khi mà em hoặc DJ đếm 3, 2, 1 hoặc là 1, 2, 3. Sau khi mà anh bấm chuông xong ấy, anh sẽ có 3 giây suy nghĩ và trả lời. Sau 3 giây đó anh không trả lời tên bài hát thì sẽ nhường quyền trả lời cho tất cả các thành viên còn lại. Tức là chơi chấp á hả? Dạ đúng rồi, chơi cá nhân. Lưu ý đây, chơi trò chơi để cá nhân. Để coi, lát đây em có trả lời được câu nào không? Thấy chưa? Mặc dù là danh hài nhưng mà anh có biết được về ca khúc không? Nói chung là ngoài diễn xuất ra thì anh cũng không giấu gì tụi em. Anh cũng là một giọng ca đầy triển vọng của làng sóng xanh. Đâu mình thử làm thử một bài nữa đi anh. Trời ơi nói gì giọng hát của anh thiệt chứ. Một con vịt xè ra hai cái cánh. Một con vịt xè ra hai cái cánh. Ủa tụi em thái độ gì là sao thái độ? Dạ không, đủ một câu là tụi em đủ hiểu rồi. Chúng ta quay lại trò chơi. Ok. Và đội nào nhiều điểm nhất sẽ về một đội. Người nào ít điểm nhất sẽ về một đội. Nhưng mà anh có một đặc quyền, nếu mà anh là người cao điểm nhất trong ngày hôm nay, anh sẽ được chọn người nào đó để mà về đội của mình mà anh cảm thấy là hợp với anh hoặc là có thể giúp anh được những thử thách lần sau. Ok. Ok anh. Ok. Chúng ta cùng đến với ca khúc đầu tiên. Xin mời. Yeah. Ca khúc đầu tiên. Anh có quả chưa? Ba, em muốn nghe quá, em muốn nghe hơi đừng quá, em muốn nghe. Em muốn nghe lắm. Bài này tên là Boy With Love. Yeah. Chính xác, Winner có một điểm đầu tiên. Ê sao nãy nó khác quá ta? Không, nó không khác đâu, nó nhảy như vậy đó. Không, khác lắm. Hồi nãy vô mặt nào cũng thánh thiện dễ thương nhạt lên. Sao cái đứa nào nó như hổ báo cáo trồn quá vậy? Ủa sao tôi nhỏ bé, tôi đang đâu vậy? Một trời ơi. Anh à, trò chơi là trò chơi cá nhân. Nè, bài này là liên quan tới làng sóng xanh của anh luôn. Ok.
Mình chưa đếm 3, 2, 1 anh nha. Từ đấy giờ em nói anh có hiểu không? Anh có hiểu không? Anh có hiểu không? 3, 2, 1 hoặc là 1, 2, 3. Ủa là mọi người hiểu không? Tại bài này mình hiểu, mình biết á, chứ không phải là tại mình tham, mình không cố ý, mình bấm hiểu không? Bạn hiểu không? Dạ, trời ơi thiệt á. Rồi làm đợi đi, lâu lâu mới có bài biết nè. Nghĩ kỹ nha. 3, 3, 2, 1. Ôi trời. Xin mời anh. Không ai dành hết chưa? Mời anh. Biển Tinh. Yeah. Trời ơi, hay quá, bà đẹp biết lắm nè. Trời ơi, anh hát đại một câu chơi nè. Hát rồi mà. Dạ. Lần nghe sóng vô từng lớp xa. Vẫn hay chứ, ông hát vẫn hơi xa, hơi xa. Ôi, mình nghe nó thành cái bài khác luôn. Bên này vỗ tay nè. Là không tiếp theo. Đây này. Là không tranh là chết với anh liền. Chết với anh, trời ơi, anh tự tin rồi nè, em tự tin rồi nè. Vậy thử coi anh có tự tin với bài okay, này. Ok ok em. Rồi nằm luôn rồi luôn. Chết với anh rồi, đúng rồi. 3, 2, 1. Trời ơi. Đau không anh? Đau không? Đau không? Rồi. Thôi đau nha. Chết cho em rồi, thiệt chết cho em. Cái này là số của anh rồi. Bài này là của Đen. Đúng. Của Đen mà quay cái MV mà dưới nước đúng, đó. Đúng, mà dưới nước á. Cái gì 2 triệu 2 triệu 5. Chính xác. Chính xác. Ca khúc tiếp theo là một ca khúc mới ra luôn. Để có Ok. Chị em đang tàn. Xin mời Hailey. Ủa khoan. Anh Vàng đâu rồi? Anh Vàng ơi. Thật ra nó làm trả lời á. Em cũng được á. Vậy mình sợ. Dạ thôi bây giờ mình bình tĩnh lại. Mình trả lời này. Dạ đây là bài Cần Sa. Hay quá Hailey ơi. Tiếp theo sẽ là ca khúc Nhạc Ngoại. Rồi. Yeah, man. I want you to know. Hay quá. Không sao, chị mời Hailey thôi. Mày là bài I want you to know. Alo, alo, alo. Liên lạc với khu vực DJ. Alo. Alo anh ơi. Alo em ơi, mở mấy bài làng sóng xanh rồi em ơi. Ok, làng sóng xanh luôn. Xin mời em. Nước mắt ấy cứ rơi. Anh cần kề bên em, thấy vui lên, thấy cô vui cười lên. Nỗi buồn. Anh ấy kêu. Làm không thành là chết anh liền. Trời ơi. 3, 2, 1. Đâu có của gì anh ấy đứa ơi. Trời ơi. Làm không thành hả? Nãy gì? Sao anh ấy nhảy nữa? Nhảy đó bài sao nhảy nữa? Sao giờ? Bài này là của anh Lam Trường. Đúng. Bài Kathy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến là ca khúc cũng mới ra. Mời anh. Bấm đi. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Xin mời bên nào. Bài này là bài Sóng Gió. Chấm công. Cái gì? Bài này là bài gì? Em biết rồi. 3, 2, 1. Xin mời Hana. Dạ đây là bài này chill phết. Đây. Chill không em? Chill không? Chill quá. Chill. Hana có một điểm. Chơi tiếp đi. Giỏi đó. Vậy cũng dành nữa. Lâu lâu mới biết được bài. Tám tuổi. Núi rất vui bay từ xa, thiên nhiên tới hát theo. Li li li. Thật là hay. Hai bài
này là bài thật là hay hay hay. Đây là bài thật là hay. Không, chúng ra được cái cơ hội. Yeah. Thấy ta sai cái chộp liền. Ok. Các khúc tiếp theo. Yêu sẽ nói em nghe, với trái tim yêu tư buồn vỡ. Đây là bài đừng yêu nữa em mệt rồi. Cái gì à? Tuyệt quá hả? Bài đừng yêu nữa em mệt rồi. Đừng yêu nữa em mệt rồi. Thôi. Làm lại một cái chữ đàng hoàng nè, 2, 3. Đây là bài đừng yêu nữa em mệt rồi. Thôi nghiêm túc quá. Đừng yêu nữa em mệt. Mệt thiệt, mệt thiệt. Chính xác. Ca khúc tiếp theo em nghĩ là ai cũng biết. Và em muốn biết nếu trái tim vẫn nhớ thương anh thầm vào lòng. Đây là bài tình yêu màu nắng. Alo, mấy đứa ơi, anh đang nhẩm lời. Có thể cho thêm vài giây đi. Không, thôi bây giờ khoan, cho anh nhẩm lại đi nè. 2, 3. Và anh muốn biết. Ok, coi như anh nhẩm buồn. Đây là bài tình yêu màu nắng. Các khúc tiếp theo. Mình chỉ bị một bài hát thôi mà. Một bài hát thôi mà sao anh lại có thể làm như gian lận như thế? À, không có, thật sự là tại vì cái nào mình biết thì mà thưa thì tốt, còn không biết thì mình vừa cọp mà nghe. Sao mình không biết thì mình hỏi, muốn giỏi thì mình phải học. Đó, cái nào không biết thì mình tra Google. Cũng đúng ha. Thì tại mình không biết mà thấy thiên hạ ta biết quá cái mình sợ bị nhục. Sợ bị nhục. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mình phải tra Google. Dạ anh tra được chưa anh? Anh ơi, tra Google về nhà cha nha, đây trò chơi anh. Vâng, xin mời. Anh ạ. Bấm đi, nhắc cho. Rồi, xin mời Haley. Cho con tim bé nhỏ của tôi. Em từ đâu trở đến. Ủa trời, sao biết rồi, không bấm đi. Ok, nó bấm chị vào trên nhà nhắc. Bài này là bài anh thích chưa, anh thích chưa. Dạ đây là bài em ngủ chưa. Không sao em, không sao em. Anh ngồi đây đi anh. Không sao đâu, không sao đâu. Ủa cái gì vậy? Em biết sao không? Em biết sao không? Dạ. Nãy đó anh ta nói rồi đó. Nào biết thì thưa thì tốt, biết vừa cộng nghe. Mấy cô kia vậy cô nè. Bày đặt bấm chi rồi kêu nó cho nó chỉ. Nó chỉ rồi trả lời sai. Cái nhục quá, nhục dễ sợ luôn. Dạ nhục. Vì sao? Dạ nhục. Rồi. Giờ lại không? Giờ làm? Làm lại cuộc đời không? Bài tiếp đi em. Tự trọng nha, tự trọng nha. Bài cuối cùng. Có ai nếu như ngày em như thế thì anh sẽ như thế. Trọng có làm từ trọng. Mọi người ơi, bài trọng. Xin thay cho từ trọng. Chưa đếm mà. Chưa. À yeah. Bắt được. Rồi bắt được. Chị em mình về chỗ mình tự trọng. Xin mời Haley. Không sai được, bài này là bài nếu như anh đến. Và chúng ta xong vòng 1 được mang tên nhanh nhanh đắc lẹ. Và tổng kết số điểm như sau. Người có điểm nhất ngày hôm nay đúng như dự đoán của tôi chính là anh Dương Thanh Vang. Em ơi, đừng có giận hào quang của anh. Với tỷ số là 4 điểm. Còn hai người đang giữ vị trí số 2 đó chính là Haley và Winner với 3 điểm. Anna và Gina vị trí 2 điểm. Còn Kenji. Thôi mình hỏi nói đi. Nói rồi mình đâu mà hỏi nói nữa. Không, biết sao không? Tại cái tâm mình khó quá đó Thương. Cái tâm mình thiện lành là tí xíu nha. Chính ra từ nãy đến giờ nhường mọi người không luôn á. Tâm thiện lành là anh em nha. Anh người cao điểm nhất, anh có quyền được chọn người và đội của anh. Ok.
bé tâm thiện lành nè. Yeah. Bé này qua đội bên kia nha em nha. Ok cần nha. Tôi sợ khách mời. Sao em, sao em? À, dễ thương ghê luôn, okay. Dễ thương. Ok. Cái chỗ của em để ý. Winner. Dạ. Yeah. Một người. À, Winner một người. Rồi, Gina. Dạ, xin xác. Xin mời.